Thủy xin trân trọng giới thiệu. Ta sẽ học về vi diệu pháp trước. Chúng tôi sẽ nhờ cô cái này ra để phát cho học đi. Cái này là cái giáo tài đã bị làm, giáo tài mới, giáo tài gọi là mới. Tức là chúng tôi có nhiều cái giáo tài để dạy, có nhiều cái giáo trình để dạy. Nhưng mà tùy theo chỗ mà chúng tôi xài mỗi cái giáo trình khác nhau. Cái giáo trình này đó là cái giáo trình ở bên Thái Lan, giáo trình ở Thái Lan mà do cái phần đầu á, cái phần một là tùy theo giác nguyên. Quý vị biết giác nguyên tội thanh đó. Rồi cái phần thứ hai đó là cái phần nơi do chúng tôi viết soạn thành ra nó ra cái giáo tài. Do đó cho nên học vi diệu pháp là các vị phải có được cái giáo tài như thế này. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta còn có một giờ đồng hồ nữa thôi, cho nên chúng tôi sẽ nói sơ qua về cái vấn đề trước hết đó, là chúng ta nắm một cách tổng quát về cái bộ môn Abhidhamma Atthida. Ngay cả chư tăng chúng ta cũng rất là cần thiết để hiểu cái vấn đề này. Tức là khi mà Đức Thế Tôn ngài sắp lên tịch đó, thì ngài có nói một câu vô vô ananda manja trong môi trường trường bộ kinh và cái đại bát thế vàng ấy, là Đức Phật hay dạy là này Ananda, pháp và luật nào mà được ta giảng giải và chế định cho các ngươi, vô là các ngươi, số chính pháp luật đó là đạo sư, là thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ. Thì như vậy lúc đó Đức Phật ngài trình bày cái giáo pháp của ngài chỉ có hai cái hệ thống thôi, tức là pháp và luật, hệ thống pháp và luật.
Trong cái kỳ kết tập Tam Tạng lần đầu tiên, sau khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch được 3 tháng, thì lúc bây giờ tôn giả Mahakassapa cùng với 500 vị A-la-hán kết tập kinh điển. Thì lúc bây giờ tôn giả Mahakassapa này là chủ tọa của buổi kết tập đó, và tôn giả Uppali, tôn giả Uppali là vị thánh tăng mà chư tăng đề cử để mà trùng tuyên về luật, trùng tuyên về luật. Với vị vị này rất là giỏi được. Đức Phật là tuyên bố là trong các hàng tỳ kheo đệ tử của Như Lai, tối thắng về nắm giữ luật là tỳ kheo của Bali. Và tôn giả Ananda chịu trách nhiệm là ngài trùng tuyên lại pháp Đức Thế Tôn đại thuyết, tất cả các thời pháp, tất cả các thời pháp ngoại trừ ra luật cái gì tôn giả không có liên. Cái kỳ cái tập Tam Tạng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ hai cũng là, lần thứ hai cũng là pháp và luật. Nhưng mà lần thứ hai đó thì các ngài chia cái này, ngài sắp xếp ra thành năm cái, năm Nikaya. Năm Nikaya tức là năm bộ, trong đó luật tạng đưa vào tiểu bộ, và pháp đó đó thì ở trong đó thắng pháp, nhiều pháp của ngài cũng đưa vào tiểu bộ. Cho đến cái kỳ có tập Tam Tạng lần thứ ba đó trở đi, thì lúc bây giờ các ngài, các vị A-la-hán, các ngài mới phân ra ba tạng. Cái nào mà thuộc về luật thì các ngài cho thành một tạng gọi là tạng luật. Tạng luật với nó giới với tất cả. Rồi về pháp đó thì các ngài chia ra làm hai pháp mà Đức Phật ngài thuyết với những cái thời pháp đơn giản cho mỗi tầng lớp hiểu, thì pháp đó Đức Phật các vị A-la-hán ngài đưa vào làm tạng kinh xuất tam tát với tất cả. Và ở trong pháp mà Đức Thế Tôn thuyết, trong đó có những pháp mà Đức Phật ngài thuyết tại cung trời Đao Lợi và cái hải thứ bảy đó, thì pháp đó có ý nghĩa rất là thâm sâu. Do đó cho nên các ngài xếp riêng lại thành, chúng ta gọi là thắng pháp phí thâm mát. Hòa thượng Minh Châu ngày Áp Phí Thâm Má Bích Tắc Cán, Hòa thượng Minh Châu ngày dịch cái chữ Áp Phí Thâm Má Bích Tắc Cán là dịch là thắng pháp. Bởi vì do cái tiết đồng ngữ Áp Phí nó có nhiều nghĩa lắm. Giữa Áp Phí có nghĩa là thù thắng, vi diệu, đặc biệt, nổi bật, nổi trội. Do đó cho nên Hòa thượng Châu ngày dịch cái này là thắng pháp, dịch cho nó gọn hai chữ thôi. Nhưng mà ngài Hòa thượng Định Sự đó thì ngài muốn nói cho đủ á, là bởi vì cái này dùng cái tiếng thắng pháp á là người ta sẽ hiểu là cái tạng này là nó thù thắng với tạng này, tạng này. Thật ra trong Tam Tạng cái gì tạng nào cũng là cao quý cả, chứ không có tạng nào thù thắng hơn. Cho nên ngài dùng cái tiếng gọi là vi diệu pháp. Vi diệu pháp, khi mà chúng ta nói đến ba tạng đó thì tạng nào cũng có
cái giá trị đặc biệt, có cái tầm quan trọng. Ở trong chú giải của Thái Stalin, chú giải bị nhiều pháp thì ở đây cái tầng lược đó nó cũng giống như là cái phần rễ của cái cây gỗ thụ. Nếu như không có tầng lược thì cái cây gỗ thụ giáo pháp bị lật ngã đi. Cây gỗ thụ giáo pháp bị lật ngã suốt trên 26 thế kỷ, 25 thế kỷ, năm nay còn lịch 2562 rồi. Trong suốt thời gian đó mà chư tăng trên toàn cầu thế giới, chư tăng Phật giáo Theravada mà giữ được cái gì muốn tồn tại cho đến ngày hôm nay, và giáo pháp còn tồn tại ngày hôm nay là do luật tạng còn. Vì chư tăng đó, các vị tỳ kheo xuất gia từ nhiều giai cấp khác nhau, nhiều cái sắc tộc khác nhau, nhiều cái quốc độ khác nhau. Nhưng mà khi xuất gia là vị tỳ kheo rồi thì cứ y cứ về luật tạng mà thực hành và ứng xử với nhau. Do đó chúng ta sẽ không có bị rối loạn trong thân tâm. Do đó luật tạng giống như là cái phần rễ. Cái cây cổ thụ chất pháp đó thì cái tạng kinh giống như là cái phần nhánh lá. Bởi cây cổ thụ là phải có cái bóng mát cho mọi người khi mà đi ngang qua đó, đi đến đó, ngồi dưới bóng mát đó mà tránh được cái sức nóng của mặt trời. Do hơn nữa, cái tà này nó tạo nên một cái cảnh quan. Ở trong chùa chúng ta nếu mà không có những cái tàn cây đó, thì nó mất cái vẻ mỹ quan và nó nóng nảy lắm. Do đó cho nên phải có pháp sư mà đi thuyết pháp cho hội chúng trong các cái cuộc lễ dân y, các cái đó chẳng hạn là thuyết kinh tạng. Lúc đó là không thể nào lấy lực ra mà nói chuyện được, khô khan lắm, mà cũng không cần thiết, cũng không có nói về cái bất kỳ ví dụ pháp ở trong mắt. Nhưng ở đây chúng ta nhớ cây cổ thụ ở phía bên trong nó có cái cốt lõi, nó có cái lỗ cây, chúng ta gọi là nhân mộc đó. Cổ thụ ở trong rừng mà nó được tồn tại nhiều trăm năm cho đến ngàn năm là do cây nó có cốt lõi. Thì ở đây cái tạng ví dụ pháp nó được ví dụ giống như là cái xà rác. Cái xà rác là cốt lõi. Còn ở đây nữa, chúng ta gọi là sakabana là nhánh lá. Còn ở dưới này chúng ta gọi là mù lá, gốc rễ. Thì như vậy ba tạng chúng ta thấy tạng nào nó cũng có giá trị. Bây giờ đó, có những người họ học vi diệu pháp họ học không nổi, thế họ cho rằng vi diệu pháp hồi xưa là Đức Phật đã thuyết cho các vị chư ni. Vậy vậy mình ở trên loại học chi? Xin thưa rằng nếu mà mình học không nổi thì mình chấp nhận mình là dốt nát, mình thiểu trí, mình học không nổi, đừng bao giờ nói gì. Tại sao vậy? Một lần nọ Đức Phật ngài đi đến cái đường Sipadá, ngài hốt nắm lá cây trong tay, ngài nói này các thầy kheo, các ngươi nghĩ như thế nào cái số lá cây ở trong rừng và cái số lá cây trong nắm tay của tay cái nào nhiều nữa? Mình nói Thế Tôn, số lá cây trong con rừng quá nhiều, còn số lá cây trong nắm tay ngài ít lắm. Thì Đức Phật ngài nói rằng cũng vậy, pháp là Như Lai giác ngộ, Như Lai hiểu biết á, thì pháp đó nó bên con. Ngài là bậc luôn có vô thế gian giải mà. Ngài hiểu pháp ở thế gian đầy đủ hết, nhưng mà trong cái pháp đó, trong pháp mà ngài hiểu biết đó, những điều nào mà nó không đúng với chân lý, không đưa đến lợi giải thoát, chúng sanh ưa thích hoặc không ưa thích Như Lai không bao giờ biết, bởi nó phi chân lý. Điều nào mặc dù đúng với chân lý
nhưng mà nó không có đưa đến lợi ích giải thoát, chỉ nói nghe chơi vậy thôi. Dù chúng ta có thích nghe hay không thích nghe đưa lên cũng không thuyết pháp đó, vì mặc dù đúng chân lý nhưng mà anh lại có phải là chỉ có hai điều mà Đức Phật thuyết, tức là cái điều nào đúng với chân lý đưa đến giải thoát, đưa đến lợi ích giải thoát, và cái điều đó chúng ta thích nghe Như Lai thường xuyên tiếp. Và nếu như điều nào đúng với chân lý đưa đến giải thoát nhưng mà chúng ta không thích nghe, bị vì cố gắng quá nghe có hiểu quá, thì Như Lai sẽ tùy thời mà tiếp. Thì như vậy chỉ có hai điều trong lục lục thuyết bất khả thuyết, thì chỉ có hai điều là Đức Phật đã thuyết thôi. Và do đó cho nên cả một cái kho tàng giáo lý của Đức Phật gồm có ba tạng, mà chúng ta phàm phu mà chúng ta nói chỉ có chấp nhận luật tạng và chân tạng, chúng ta bỏ vị pháp, tức là chúng ta đã phủ nhận cái lời của Đức Phật nói có lợi cho mới thiết. Mặt khác, ví dụ pháp đó, trong 84.000 pháp môn Chatura Siddhi Sahasrara Sát Tông Bắc Khánh Hài, 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn, trong đó tặng luật đó là 21.000 pháp môn, tặng kinh đó là 21.000 pháp môn, trong khi đó tặng ví dụ pháp đó thì tới 42.000 pháp môn. Chúng ta tổng cộng cái này thì mới 84.000 pháp môn. Nếu mà nói ví dụ pháp á, là Đức Phật này thuyết, nghĩa phủ nhận ví dụ pháp này, chúng ta phủ nhận phân nửa giáo lý. Và có những người họ nói học ví dụ pháp học để nó chơi thôi, thì như vậy thì chúng ta đã phỉ báng Đức Phật là ngài thuyết phân nửa giáo lý là để nó chơi, ngài nó chơi hết phân nửa giáo lý. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chư tăng và Phật tử chúng ta phải lưu ý, chúng ta cố gắng chúng ta học, nhưng mà chúng ta chỗ nào không hiểu đó thì chúng ta sẽ hỏi lại, hỏi cho đến khi nào hiểu thôi. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu tới nữa thì lúc đó chúng ta phải ngậm ngùi, mà chúng tôi nói rằng là chúng ta không có duyên để học cái môn này, chứ chúng ta đừng có bao giờ chúng ta bị mà chúng ta nói rằng tại cái môn này không cần thiết. Nói như vậy là chúng ta đã phỉ báng giáo pháp, phỉ báng giáo pháp. Cho nên mấy cái chỗ này chúng ta phải chú ý. Nó có một cái vấn đề nữa là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về luật tạng đó, ngài thuyết về kinh tạng giống như là ngài mời người ta đến về luật tạng, kinh tạng nghe hấp dẫn, nhưng mà khi ta đến rồi đó thì luật tạng cũng giống như cột trói người ta lại ở trong cái khuôn khổ. Nhưng mà thuyết tạng vi pháp là để giết chết cái chi kiến của họ, cái tà kiến của họ, cái thường kiến và cái đoạn kiến. Cho nên chúng ta đi học trong giáo pháp là những bậc xuất gia hay là những người tại gia cư sĩ, nam nữ cư sĩ không phải sắc cao và sắc ca mà không hiểu được đạo vi pháp là chúng ta có thể nhầm khi chúng ta đọc kinh tạng, chúng ta có thể nhầm khi mà chúng ta đọc luật tạng. Bởi vì cái tạng này là cốt lõi, do đó cho nên phải lấy cái này để mà chứng minh cái này và lấy cái này để mà chúng ta áp dụng cho cái này, nó khác nhau, nó khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như thế này, trong luật tạng lấy ví dụ như bây giờ tôi đi đến đây, tôi vô phòng xin tụ kỳ, tôi xin lấy kem bằng lấy cái bàn chải để rang xong, mở bàn chải để rang xong bỏ ai xài tôi bỏ về, có xà bông đó tôi lấy tôi tắm. Người mà đi vô không hiểu gì hết á, nói là tôi cần trợ tắm bởi tôi chưa xin. Nhưng mà nếu nói theo nhiều pháp thì còn tùy à, bởi vì nếu như mà lấy theo cái cách gọi là thân thiện,
thân mật thì không phạm tội đâu. Lấy thân thân thiện thôi trường hợp. Mà thí dụ như trường hợp chúng ta lấy theo kiểu gọi là mượn, lấy theo kiểu mượn, bởi khi đi vào bây giờ tôi cần xài thần tâm. Bây giờ trong đầu tôi cái tâm tôi suy nghĩ thế này, không có chủ nhân, không có trụ trì nhà ở phòng này. Bây giờ mình mượn cái này xài đỡ bay quốc mình sẽ trả lại. Nếu mà với cái tâm như vậy đó là tôi không phạm tội đâu. Chừng nào mà tôi lấy với cái tính cách gọi là thay nhân chức tắc, thay nhân chức tắc tức là lấy bằng cái tâm tâm tham để mà trộm cắp, lúc đó là phạm tội đi. Hễ mà tôi có cái ý lấy đó, khởi lên cái ý muốn lấy vật này là phạm tác ác, mà đụng tới phạm này tác ác mà làm cho cái này nó bị dao động đó thì phạm trọng tội. Mà khi nhắc lên mỗi chỗ là phạm bất công đồ liền. Cho nên quý vị biết là ở trong A-tha Cà Tha chú giải, hãy khi mà ở trong chú giải A-tha Cà Tha, chú giải của lục tạng hay chú giải của tạng kinh, thì các vị A-la-hán đều lấy vì cái tinh thần vi diệu pháp để mà giảng giải. Thì ở đây đó thì các vị biết là học công việc là chúng ta phải có nhiều pháp, chúng ta học chúng ta mới hiểu, mới trì luật mới được. Cái tâm nó quan trọng lắm. Bởi vì nếu như mà không hiểu rõ cái tâm như thế nào đó, là chúng ta ứng xử được. Chúng ta ứng xử. Thí dụ như trong trường hợp thế này, một vị tỳ kheo đó, khi mà đi ngang một cái cô Phật tử đó mà cổ chắc chân cổ té, mà để cổ té chết mà còn ma ở mạng nữa. Do đó cho nên lúc đó tâm mình hốt hoảng là mình dịnh cổ cho đứng lại. Trong trường hợp này không phạm tội gì cả. Chừng nào mà đụng thân nữ nhân mà với cái tâm ái gọi là ô tinh đô quyết và rất là đê với chiếc tê đó, do bị dụng chỉ đó, thì lúc bây giờ là mới là phạm tâm tấn đạt. Cho nên trong ý cái trường hợp đó, nếu họ không luật sư á, vị luật sư nắm luật mà không hiểu vị pháp là xử người ta xử quan nhiều chuyện lắm chú ý, nhiều chuyện. Như hồi đó thầy hòa thượng của tôi lần ngày đi xử đó, lúc mà ngày làm cố vấn cho giáo hội Phật giáo Tam Giáo Việt Nam, lúc bây giờ có một vị tỳ kheo, vị đó hành thiền, vị đó thấy cái sáng, tự nhiên thấy cái sáng, cái vị đó quan hỷ quá, cái vị đó mới nói với vị tỳ kheo khác, nói là dư tôi chích cái gì đó, cho nên hành thiền có ánh sáng. Cái vị tỳ kheo đó trong cái ngày mà họp với tăng lại làm lễ Bồ Tát, thì vị tỳ kheo kia với bạch với chư tăng, vị tỳ kheo này cố tình dùng mà nước sạch thâm mắt vừa lắm bát tiếng là khoe khắp bà con dân cái tội đó là tội bất thủ của mình. Rồi vị kia quan ức quá, mình đâu có hiểu gì đâu, mình chỉ nói vậy thôi. Lúc bây giờ chư tăng ở trong giáo hội đó mới đi mời thỉnh và thưởng cho chúng tôi, ngài đại sự, ngài là thầy nhiều pháp, ngày đi đến cái ngày nghe trình bày xong cái ngày với bạch chính duy tâm là cái trường hợp mà phép pháp học công dân đó, trong đó có điều mà đức phật này gọi là anh nhà trác anh thích bà na, tức là ngoại trừ ngộ nhận không còn, tức là lúc đó bị thì kheo một là tưởng lầm, hai là bị thì kheo này nói bị thì khác khác mà không có ý là muốn cho người khác tôn kính mình, cúng dường lợi lộc cho mình, thì làm sao mà phát tội? Đức Phật chế định thế giới đó là để cho các vị tỳ kheo đừng có ra gặp Phật tử nói là tôi tu tốt, tôi hành thiền tốt, tôi đắc chứng quả này quả kia để Phật tử họ ái mộ, họ kính mộ mà họ cúng dường, cái đó là tà mạng, cái đại tà mạng.
Còn trong trường hợp như thế, cho nên cái đó phải phân tích là, mà muốn phân tích tâm lý như vậy là phải dỗ vị Phật, phải chứng minh vị Phật đâu. Cho nên trong trường hợp học vị Phật chúng tôi nói là luôn luôn là có lợi, luôn luôn có lợi. Còn có những người mà họ nói học vị Phật học riết rồi đi, quý vị thấy bây giờ chúng tôi có đi không? Và thường chúng tôi, và thường chúng tôi đến 71 tuổi thì tịch ngày có điên không? Ở trên thế gian này, ở trong cuộc đời này, cái gì người ta làm được mình làm được, cái gì người ta học được mình học được. Tại chúng ta không chịu khó, không chịu cực không. Thế nếu mà chịu khó chịu cực thì chúng ta học được hết rồi. Đâu có gì. Ví dụ pháp đó, chúng ta học đó, là chúng ta chia ra ba cấp. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là đối với chân tâm thì chúng ta có thể, chúng ta có thể lên đến cấp thứ ba là cao cấp diệu pháp. Còn đối với Phật tử thần hiểu biết để xem chân thì chúng ta chỉ học cấp một được rồi. Thì chúng ta nói đến ví dụ pháp á, tạng kinh thì năm bộ, tạng luật năm bộ và tạng ví dụ pháp á. Có 7 bộ. Bộ đầu tiên chúng ta gọi là thâm mắt Sankati, hay là chúng ta gọi là bộ pháp tụ. Hai là bộ tâm giác, bộ phân tích. Tha thức là tha, cái gọi là bộ chất tử. Bước là bài nhớ tí là bộ nhớ, nhân chế định. Cái bộ này chúng ta phải học. Cái bộ nhân chế định này chỉ là đúc kết lại ở trong kinh tạng thôi, đúc kết lại trong kinh tạng. Cho nên chúng ta học ở trong kinh tạng là đã có cái pháp này rồi. Còn cái bộ thứ năm và thao quá thúc, bộ ngữ tông. Rồi thứ sáu đó, là cái bộ giá mắt cá. Cái bộ giá mắt cá là chúng ta gọi là cái bộ sông đối. Và thứ bảy bộ bát thanh á, bộ vị trí. Khi mà chúng ta học về tiểu học đó, là sao chúng ta nắm cho được cái bốn bộ đầu. Ở bên Thái Lan thì người ta chỉ cho học ba bộ đầu thôi, còn hai cái bộ giữa đó thì tiểu học, hai bộ chót là cao học. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài nói rằng là hai cái này, hai cái khó nhất, khó nuốt mà đem để làm một môn thì nó khó. Cho nên ngài cho cái phần cao học ví dụ pháp ngài chỉ lấy cho bộ bát thanh á thôi, ngài chỉ lấy bộ bát thanh á. Còn trung học á thì lấy hai bộ này, trung học chúng ta lấy hai bộ này, bộ cà thâu quá thú. Thì bây giờ chúng ta nói sơ qua thế này. Cái bộ thâm Sankati á, cái bộ đó là bộ trình bày
Chứ tánh là tâm. Chia tay cái sở hữu, sở hữu tâm hay tâm sở, và sắc pháp tức là rupa, và nibbana là niết bàn, tức là cái bộ tâm tâm cái đi là mối trọn, mối trọn là đó. Còn cái bộ phân tích á thì có những cái chủ đề ở trong kinh tạng, rồi các ngài nó phân tích ra làm hai. Ví dụ như nói đến tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ vị túc, vân vân, thì tứ niệm xứ trên kinh tạng giải như thế nào và theo nhiều pháp giảng giải như thế nào, các ngài phân ra. Cho nên có một phân tích đề bộ này để chúng ta học thêm, học thêm để cho biết vậy. Cái bộ mà thân có thú là chúng ta làm một cách khác của bộ này, tức là khi mà chúng ta học thông sinh đi rồi học cả thông thú để mà chúng ta phân tích dụng như trong cái bộ này, chúng ta học kusala thamma, kusala thamma là phát thiện ở đây là 37 tâm thiện, còn 38 sở hợp. Thì bộ tha tức là tha, bộ chắc tưởng mới hỏi rằng kusala thamma phát thiện đó, nếu mà tính theo quẩn thì được mấy quẩn, tất cả năm quẩn, nhưng mà tính ra thì chúng ta thấy thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là 36, còn thức quẩn là 37. Thì như vậy thì ở đây chúng ta có 4 trên quẩn thôi. Cho nên khi mà chúng ta học tâm quán sơ đi là chúng ta trình bày ra giống như là một cái thang thuốc, người ta phân ra tánh dược mỗi thứ như vậy. Nhưng mà khi mà học cái bộ tha tất tha đó, có nghĩa là chúng ta gom lại các cái thang thập toàn đại bổ phải bao nhiêu vị, cái thang lục vị là bao nhiêu vân vân, người ta mới phân ra. Người ta phân, người ta bổ thang, người ta bổ thang. Còn cái bộ Phúc Cà La Ba Giới Tí như chúng ta nói do chế định đó, là cái bộ này để là gồm tất cả những gì ở trong kinh tạng Đức Phật này thiết có liên quan đến tỷ dụ về người. Ví dụ như bốn hạng người như bệnh nhân, hay là bốn hạng người giống như trái xoài. Xoài thì có cái vỏ xanh ở trong ngọt, có cái thì vỏ xanh ở trong nó chua, có cái thì vỏ vàng mà ngọt, còn cái vỏ vàng mà chua. Nó phân bốn hạng đi, tức là phân theo từng hạng đấy, tức là chế định chi tiết về người. Còn bộ cần thao cái thú thì chúng tôi khi mà dạy ra học viện là cái bộ này chúng tôi chỉ nói phớt qua, không có cho nhiều. Bởi vì ngày Mót Ca Liên Quốc Tán trong cái kiện cái tập tâm tạng lần thứ ba đó, thì lúc bây giờ Phật giáo đang bị phân hóa chia ra là 18 hệ phái. Mà trong 18 hệ phái đó thì mỗi một hệ phái họ có một vài cái tư tưởng nó sai lệch với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Do đó cái phái Thiền Đông Hà Đá, tức là phái trưởng lão, các vị trưởng lão A La Hán, các ngài mới tụ họp lại. Ngài Mót Ca Liên Quốc Tán, ngài làm cái công việc là ngài đưa những cái điểm dị biệt của các tông phái, xong rồi sẽ đính chính lại. Cho nên ở đây một cái thông có thú đối với chư tăng thì rất là cần, vì chư tăng phải hiểu biết với con đầu tiên đó. Thấy vị thượng tọa này và thượng kia nêu lên một vấn đề mà nói rằng Đức Phật thuyết, làm cho Phật tử nghe theo sai lời cái giáo lý. Mà chúng ta là những vị tu sĩ là chúng ta phải nắm rõ được cái chỗ này, nắm rõ cái quan điểm đó là cái chỗ nào đúng và cái chỗ nào sai, để mà chúng ta chỉnh lý lại. Cho nên bộ cái thông thú thì nó cũng rất là tốt. Có một số người, có một số học giả thì họ cho rằng cái bộ này không phải do Đức Phật thuyết, mà do ngài Mót Ca Liên Quốc Tán Tế Sát, một kỳ liên đế tu ngài thuyết.
Ngài lập nên bốn ngày có phải theo trong đó thách là tha chút giải thì trước khi tôn nhiên còn tại thế Ngài đã nêu lên 500 vấn đề là cái sườn, cái khuôn mẫu, cái cách mà để giải quyết những cái điểm tranh luận đó. Thì sau này Ngài nói cái linh tá thì dựa theo đó Ngài chỉnh lý lại thêm 500 cái quan điểm của các tông phái lúc bấy giờ. Thì do đó cho nên cái bộ này trước sau gì cũng là Đức Phật thật thiết, cũng Đức Phật thật thiết. Chứ còn nếu mà chúng ta nói như vậy đó, tại sao chúng ta không nhìn lại ở trong kinh Tạng, cái gì biết trong bộ kinh, bài kinh Chánh Niệm Kiết 152 bài trong bộ kinh, bài kinh trong bộ, bài kinh Chánh Niệm Kiết là phải do Phật viết, bài kinh đó là do ông giả Sariputta viết. Rồi trong trung bộ kinh, trong 152 bài kinh đó, bài kinh Tư Lượng đó, là do Ngài Moggallana, Ngài Moggalli Ngài viết. Mà nếu mà mình phủ nhận thì như vậy là trong bộ kinh có nhiều cái bài kinh không phải do Phật viết. Nhưng mà bây giờ chúng ta chấp nhận cách nào đấy? Thì ở trong chúng giả mới nói rằng là khi mà Ngài Moggalli hay là Ngài Thích Lợi Phất và Ngài Mahakacchana mà Ngài giảng cái bài kinh đó xong, các vị tiền kheo học thụ giáo rồi mới đem đến trình bày Đức Phật, con được nghe vị tôn giả thì thuyết như vậy như vậy. Và cái thứ Đức Thế Tôn Ngài xác định Moggallana, Sariputta hay là Kacchana là những bậc đại trí tuệ. Vấn đề này nếu các ngươi hỏi Như Lai cũng thuyết vậy thôi. Đó là Đức Thế Tôn Ngài xác định. Cũng như bây giờ chúng ta trong cái hành sách này chúng ta có cái chúng ta xác nhận trực tiếp vị này thì không có cái thẩm quyền. Nhưng mà khi mà vị này cũng như hồi xưa là chưa có giấy chức nhận tân niên Phật giáo Nam Tông thì có tăng trưởng, nhưng ngày sư điện là tăng trưởng, ngày xác nhận, ngày chứng nhận cho cái vị tỳ kheo này đã xuất gia là một thành viên của giáo hội Phật giáo Nam Tông, thì đem cái lý lịch đó, đem cái tờ đó lên ở trên cái hội đồng trị sự. Hội đồng trị sự đó, chủ tịch hội đồng trị sự đó hay là vị pháp chủ là xác nhận đúng thật là chữ ký của hòa thượng Tích Sư Việt là tăng trưởng hiện tại, xác nhận vậy là cái giấy chứng nhận tăng niên của vị đó vẫn có giá trị được. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là có những điều mà chúng ta phải viết quyển kỹ đó, tùy tình huống chứ không phải lúc nào cũng vậy. Bây giờ cái tay trái thì nó mổ rồi. Bây giờ nếu mà tay phải mà cầm cái bi thì tay trái thì giết rồi. Mà bây giờ nếu mà bỏ cái bích xuống thì ở ngoài cũng không nghe được, chỉ nghe lớp nhất lớp nhát, thấy cái hình đó không? Cái lớp này chưa ở nhiều trở ngại quá, hả? Giờ mới điểm trở ngại. Bây giờ chúng ta nói đến cái học trung học đó, là trong đó chúng ta có bộ Gia Mắt Cá. Cái bộ này quan trọng lắm. Cái bộ Gia Mắt Cá này là tại sao gọi là song đấu, vì nó có hai câu nó nói vậy chứ các vị giờ học chúng ta đừng có bị quan tâm chút xíu nữa, ngày mai ngày mốt chúng ta bài. Còn bây giờ chúng ta như hai con đối với nhau, ví dụ như người ta đưa lên một cái câu thứ nhất, người ta hỏi tu sĩ là tỳ kheo phải chăng? Thì chúng ta nói tu sĩ có nhiều vị tu sĩ, vị sa di cũng là tu sĩ, vị sa di cũng là tu sĩ,
Do đó cho nên chúng ta nói là cái bị say di hay là bị say di đi không phải là tỳ kheo, mặc dù vì đó là tu sĩ. Chỉ có cái vị xuất gia tướng tất bạch tuy ngôn, vị đó là tỳ kheo và cũng gọi là tu sĩ. Nhưng mà bây giờ người ta có cái câu người ta đối lập lại, hay là tỳ kheo là tu sĩ phải chăng? Hồi nãy hỏi tu sĩ là tỳ kheo phải chăng, bây giờ người ta đảo ngược lại, người ta nói tỳ kheo là tu sĩ phải chăng, thì câu ở trên là phải vậy đấy, nhưng mà câu dưới gọi vậy đấy, chúng ta nói phải rồi, tỳ kheo là tu sĩ phải, trả lời dứt khoát vậy. Cho nên cái bộ sống đó, cái bộ đó rất là quan trọng, ông ở trong đó là cái cách lập luận ở trong đó, còn trước còn sau vậy có ý nghĩa khác gì, có ý nghĩa khác. Chẳng hạn như ở trong đó có cái câu đó là người mà đoạn trừ được ái tỳ biên, người đoạn trừ được sân tỳ biên, người đó cũng đoạn trừ được ái tỳ biên phải chăng? Chúng ta nói đoạn trừ sân tỳ biên thì a na hàm cũng đoạn trừ sân tỳ biên, tâm sân thì a na hàm chỉ cần, nhưng mà vì a na hàm là hưởng thọ cho nên ái vẫn còn. Cho nên cái câu đó phải phân tích. Nhưng mà khi nói đó ai diệt trừ được ái tỳ biên thì người đó là diệt trừ sân tỳ biên phải chăng? Đó phải, là bởi vì ai diệt trừ ái tỳ biên bậc a la hán, mà bậc a la hán thì sân tỳ biên không có. Cái cách người ta làm được câu trước và câu sau nó đối nhau, nhưng mà cách trả lời một là trả lời hoàn mỹ vấn đề đồng, vấn đề hoàn mỹ với Buddha. Nếu mà vấn đề đồng đó thì đã bảo đảm. Còn vấn đề hoàn mỹ là chúng ta phải muốn trả lời cho nó đủ á, cho nó đủ cho người ta hiểu thì phải phân tích ra, phải phân tích. Cho nên ở cái bộ sám đối này học qua cái trung học đó thì chúng ta cũng vậy. Nhưng mà cái bộ Bát Tha Ná, cái bộ này rất là quan trọng. Bộ này khó lắm, tức là bộ duy hệ, bộ duy hệ. Ở đây khi mà chúng ta nói đến duyên đó, thì chúng ta sẽ biết gọi là phải chế giác. Có nghĩa đó là cái sự trợ, cái sự trợ giúp. Cái này trợ cho cái kia, cho nên gọi là duyên. Nhưng mà duyên có hai, chúng ta gọi là phân tích cái sự bất hòa đá, gọi là duyên sinh. Duy sinh tức là cái triết lý mà nó lập lên cái cuộc luân hồi sanh tử của chúng sanh. Ví dụ như vô minh duy cho hành, hành duy thức, thức duy hành sắc, vân vân. Thì cái này nằm ở trong cái bộ Vi Phạm Giác nói. Nhưng mà cái duy hệ đó thì phức tạp hơn, duy hệ Bát Tha Ná phức tạp hơn. Bát Tha Ná, thí dụ bây giờ chúng ta nói đối với chúng sanh đó, già chết là do cái gì? Do sanh. Có sanh mới có già chết, mà cái gì tập khởi của sanh là do nghiệp hữu, hữu duy sanh. Rồi hữu cho cái gì làm tập khởi là do thủ, thủ duy hữu, thủ do ái. Rồi ái do thọ, thọ do xúc, xúc do lục nhập, lục nhập do danh sắc do là thức, thức do hành, hành do vô minh. Thì như vậy chúng ta nói vô minh như hành, hành thức, thức danh sắc lục nhập vô minh, thì cái đó đó chúng ta gọi là duyên sinh. Nhưng mà cái duyên sinh này chỉ áp dụng cho chúng sanh thôi, loài hữu tình. Còn bây giờ ví dụ như thế này,
trong vạn vật vũ trụ, tất cả những cái gì cái vật này được hình thành nó cũng do duyên hệ. Bởi vì nếu không có bốn nguyên tố đất nước lửa gió thì không thể hình thành cái này. Cái vật nào cũng phải có đất nước lửa gió. Vật vô tri giác là lấy đất nước lửa gió để làm duyên, là duyên khởi được đó. Còn đối với loài hữu tình như chúng ta, chúng sanh đó, thì cái đó nó tùy. Ví dụ bây giờ nhãn thức cái sanh khởi là do cái gì? Nhãn thức sanh khởi là gì? Nếu mà chúng ta nói theo duyên sinh đó, thì thức đó là do nơi hành, hành tạo nên nghiệp, hành nó có hướng tạo nên thức. Nhưng mà bây giờ nói theo gì, nói theo duyên hệ thì các nhãn thức là sanh khởi này. Một là có thần kinh gì? Có thần kinh nhãn. Một là chúng ta có thần kinh nhãn. Hai là phải có ánh sáng. Ba là phải có ánh sáng. Và bốn là phải có cái sự tác ý. Chúng ta phải có tác ý. Phải có tác ý. Thì như vậy nó phát sanh lên nhãn. Thì bốn cái yếu tố đó mà trợ, thì thần kinh nhãn mà nó trợ cho nhãn thức á. Nhãn thức tức là ở tâm này, cái biết của mắt, cái con mắt này mà nó trợ cho nhãn thức sanh khởi bằng cách gọi là quát thúc cua rìa trà tắp bách trà giác, tức là vật tiền sanh ra duyên. Nhưng mà bây giờ khi mà mình nhắm mắt lại đó, ở phía trước có cảnh sắc nhưng mà mình không thấy, nhưng khi mở mắt ra mình nhìn thấy là do cái gì? Cái đó là Aramana Pachaya, cái đó là nó trợ duyên cho nhãn thức sinh khởi. Cho nên mấy cái này đó là chúng ta học để chúng ta chứng minh, chúng ta chứng minh là tất cả các pháp đều do duyên, do duyên sinh ra, không có gì đơn thuần mà nó có. Cái này để chúng ta phá ngã, để chúng ta không có, chúng ta không có chấp được cái bản ngã như vậy đó. Tuần sau chúng ta học thế cho cái tuần thứ ba, và hy vọng tuần sau là chúng ta sẽ khắc phục được những cái những cái khuyết điểm. Bây giờ như vậy nè, để chúng ta hiểu, để chúng ta hướng dẫn cho mọi người. Khi mà vô lớp học đó, thì thuộc về Nam Mô á. Và khi mà ra lớp học thì bây giờ chúng ta cũng phải gì đó. Dân cũng nhắc, như vậy nhớ cái câu bây giờ học gì pháp các em. Học gì pháp bây giờ chúng ta học ta đi. Chúng ta ngồi, chúng ta phơi nắng, chúng ta học cho đã, rồi hồi đến chừng ra chúng ta hồi hướng lại, chúng ta không có nghĩ đến mình thì vậy mình lỗ nữa. Cái câu này cái chữ vô á chúng ta không xài được, vì chữ vô đó nó có nghĩa là đại từ ngôi hai, ngôi thứ hai. Khi nào mà mình chúc phúc cho Phật tử là phước, mình nói rằng phước báo mà quý vị đã là nguyện cho thân bằng quý thuộc của quý vị được an vui, thì của quý vị chúng ta mới xài chữ vô. Khi đàn vô nhà tì năng không túc là cái phước báo này hồi hướng đến quý thuộc của quý vị hay của các ngươi, mong cho các quý thuộc đó được, mong cho các quý thuộc được an vui. Nhưng mà bây giờ chúng ta xài đại từ ngôi thứ nhất là nô, là âm hát là tôi, nô là của chúng tôi, quý thuộc của chúng tôi. Chúng ta xài gì? Nhưng mà trong cái câu này chúng ta hồi hướng cho quý thuộc thôi. Còn khi mà chúng ta làm tạo cái phước gì đó
thì chúng ta có hai cách để chúng ta nguyện cho mình. Một á, y đăng có tâm yên vui nhân a sở bất thành già, chúng ta nói anh đang ở đây được rồi, nhưng mà nếu chúng ta quen thì chúng ta thêm chữ ca lê, có nghĩa là thời cái phước báo này tôi đã làm, nguyện trong tương lai, cái này chúng ta gọi chung trong tương lai, tại anh đang ở đây được, nguyện trong tương lai dẫn đến cái sự đoạn tận lậu hoặc. Còn tận lậu hoặc tức là đắc a la hán. Khi mình khi một vị mà đã trở thành vị a la hán rồi thì chữ kha gia này người ta gọi là khi na khi na a sát khi na sát sa vô, tức là bậc lậu tận, bậc lậu tận, bậc lậu tận tức là bậc a la hán. Chúng ta nguyện trong tương lai mình sẽ là bậc lậu tận vậy đó. Nhưng mà tại vì ở trong kinh điển đó thì cứ nói là trong kinh Lực Vật Tụng đó thì cứ để là nguyện cho ông báo để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm của người này. Cái vấn đề thì sao? Hồi nãy đó chúng tôi không có cãi với hòa thượng, đúc ra mấy cái câu đó hòa thượng đáng nói. Cái tụng ngày xưa đó, ngày Phổ Tông mà ngày để là để dứt khỏi những điều ô nhiễm của ngầm, ô nhiễm của ngầm, cái ô nhiễm của ngầm đó chúng ta gọi là anusaya, tức là phiền não của ngầm nó khác, nó tới bảy tịnh, bảy anusaya, còn asawa thì nó có bốn thôi, mà bốn cái này nó quan trọng hơn. Asawa, asawa hay giác, tức là đoạn lậu, đoạn trừ lậu hoặc, nó quan trọng hơn. Còn cái vấn đề mà tôn ta, cái vấn đề tôn con nó đâu quan trọng. Quý vị đừng có biết là vì Phật giáo Nam Tông nó xuất phát từ Tôn Chia vậy. Và khi mà ngài Phổ Tông này ở Tôn Chia đó, chùa Sùng Phước đó, ngày trước hết là ngày còn cư sĩ, ngày lập ra một cái hội cư sĩ Việt Nam tu theo Phật giáo trên qua đó. Và do đó ngày dịch từ đó tiếng thì dâm đó, tiếng thì dâm tiếng Khmer đó, vậy là tôi cũng vậy sao vậy. Nhưng mà bây giờ mình để mình cung kính, bây giờ trước mặt Đức Phật tôi đảnh lễ Đức Thế Tôn thì nghe vô phép quá, cho nên con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe nó có lễ phép hơn, kính trọng hơn. Được không, ngài nói học tới đâu mà đi sửa cái chỗ đó không quan trọng, mình sửa cái đó là sửa đúng. Tự nhiên trước Phật tử hồi nãy này, hồi nãy vị kia đó thì cứ nói khi Phật tử cúng dường cho chư tăng thì xưng con, mà cúng dường Đức Phật xưng tôi, cái đó bậy vô cùng nữa, bậy vô cùng. Đức chư tăng lớn hơn Đức Phật đâu, hả? Gặp chư tăng thì xưng là con, mà gặp Đức Phật là xưng là tôi, là sao? Không, bỏ đi tự quy nữa, tự quy tam bảo. Cho nên mấy cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải sửa chứ đâu có lý do nào mà như vậy. Cho nên thời buổi bây giờ nó không khổ lắm, không gì có những cái quan trọng thì thấy là không quan trọng, còn những cái không quan trọng thì thấy là quan trọng, mới chết vậy. Cho nên Phật tử đừng, bây giờ chúng ta phải phán cái tư tưởng lên chút xíu, cái gì suy nghĩ cho nó đúng đàng hoàng thì chúng ta sẽ chấp nhận, còn gì mà nó không đúng thì chúng ta vẫn bị việc. Chúng ta cái gì, cái bài kinh IB, con xin dân các lễ vật này để cúng dường Phật Pháp Tăng Ra Bảo, thì trong trường hợp là con đã hợp lý. Con nghệ dịch theo cái bản Khmer thì dịch giúp là tôi, cái gì cũng tôi hết, xin thôi chết rồi. Đừng nói chi con cái bây giờ mà nói chuyện, tôi đã nấu cơm rồi, cha mời cha ăn cơm, mình nghe là vô phép quá. Con nói cha mẹ mà ở xưng tôi thì vô phép quá, đừng nói chi xưng Đức Phật. Cho nên cái vấn đề nó bị gì? Thì đam mê vô nhân biết bà nát sẽ chưa cho hôn tuấn luyện cho phước báo mà tôi đã làm, phước báo này tôi nói là hãy là duyên, hãy là duyên đến với bà
duyên đến các bạn. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta sau buổi học chúng ta tụng hai câu, một là chúng ta hai câu này, hai là chúng ta tụng hai câu này, cứ vậy để đức giới dùng cái chữ này. Một là hai câu này, hai là hai câu này. Họ hướng trong ý của bạn, nguyện cho mình biết chứ. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Bây giờ chúng ta câu nào cũng được. Đi đăng mê bụi nhân điệp bà na sắp bài chạy vô tụi đăng vua nâu nhà tì năng hô tốt sư kê ta tụi nhà tạ vô